Trong video này, chúng mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ phim hoạt hình chuyển thể từ các nhân vật nổi tiếng trong trò chơi Vương Giả Vinh Diệu. Nhân vật chính xoay quanh anh chàng Lý Bạch. Kỹ năng thì tương tự như Murat trong Liên Quân. Ngày hôm nay, anh ta quyết định sẽ tổng tấn công quân triều đình. Lý Bạch dùng tốc độ sấm sét, trên tay lăm lăm thanh kiếm chém về phía đám lính. Chỉ với vài đường kiếm cơ bản, vô số người đã bị đưa xuống đất mẹ. Anh ta nhảy lên cao, đám lính bên dưới chỉ biết đứng nhìn chứ không làm gì được. Đánh thủng một lỗ hổng rồi hiên ngang đi vào trong. Trước cửa hoàng cung đã có rất nhiều người chờ sẵn. Lý Bạch trực tiếp lao tới đánh phủ đầu, chém ra luồng kinh lực đánh bại vô số lính tinh nhuệ. Người kế tiếp ra sân chính là địch Nhân Kiệt. Vũ khí anh ta là ba cái phi tiêu với ba màu khác nhau. Lý Bạch lao tới tấn công phủ đầu địch Nhân Kiệt, thế công dồn dập như vũ bão, dùng sức một mình cân hai mà vẫn không rơi xuống hạ phòng. Lý Bạch được xưng là kiếm khách vô song, nhã sĩ phong lưu và cuồng đồ kinh thế. Con người như vậy, tại sao lại tấn công vào hoàng cung của Võ Tắc Thiên? Hãy cùng chúng mình trở lại khoảng thời gian trước. Thái phủ Tự Khanh tổ chức một bữa tiệc tại Khúc Trì Phường và mời rất nhiều đại thần tới tham dự. Trong số này có một cô gái rất xinh đẹp là Thượng quan Uyển Nhi. Lý Bạch là khách mời đặc biệt của bữa tiệc này. Người còn chưa xuất hiện mà đã nghe giọng. Anh ta chào sân bằng một bài thơ. Với tài năng thơ ca cùng dáng vẻ tuấn tú lịch sự nên được rất nhiều gái si mê. Anh ta còn lập xuống một cái cam kết là ai có thể cản được bài chiêu của mình thì sẽ tặng người đó một câu thơ. Từ điều này liền có thể thấy thơ của Lý Bạch giá trị đến nhường nào. Ngự sử đại nhân Lục Cầu hoài nghi về năng lực của Lý Bạch nên muốn tỉ thí một phen. Anh ta tiện tay bẻ một nhánh cây làm kiếm. Lục Cầu và hai tên đàn em cùng nhau xông lên. Lý Bạch thản nhiên dùng nhánh cây đón đỡ, vừa đánh vừa ngâm vài câu thơ. Dù phải lấy một địch ba thì anh ta vẫn dễ dàng giành được chiến thắng. Mọi người xung quanh vỗ tay tán thưởng. Dáng vẻ của Lý Bạch cực kỳ tự nhiên, giống như nơi này là nhà của mình vậy. Còn thẳng thắn chê bút ý của Thượng quan Uyển Nhi thiếu sự rộng rãi tiêu sái. Sau đó còn chê luôn hai thanh kiếm của Lệnh Hồ Văn thiếu sự sắc bén, mất đi nhuệ khí. Sự cuồng vọng này làm cho Thượng quan Uyển Nhi cũng giận tím mặt. Đi ra bờ hồ, Lý Bạch đăm chiêu nhìn xuống nước cảm thán, bản thân rời quê hương đến thành Trường An xa xôi, chỉ cầu gặp gỡ vật đẹp nhất, kiếm đẹp nhất, thơ hay tuyệt nhất, trau dồi bản thân. Đáng tiếc rằng cuối cùng lại không thể toại nguyện, bây giờ kiếm thuật đã lâu không đột phá, thơ cũng dần dần mất đi tính linh hoạt. Ngay cả rượu cũng uống không ngon như lúc đầu. Lệnh Hồ Văn đột nhiên cho biết nơi này có một vật hiếm thấy, muốn mời anh qua xem thử. Hắn ta vỗ tay ra hiệu, một món bảo vật lập tức được bày ra ngoài. Thứ trông giống cái bình này được gọi là chản ngọc hồ. Do cả khối hàn ngọc điêu khắc thành, dùng để ngâm rượu thì quá tuyệt vời. Lý Bạch cũng cảm thấy hứng thú với nó, Lệnh Hồ Văn liền đem cái bình làm vật đặt cược. Hắn muốn so đấu một trận kiếm thuật với Lý Bạch, hai người cùng lao lên không trung, kiếm chiêu tung ra liên tục, thân ảnh cả hai liên tục va vào nhau. Thực lực của tên Lệnh Hồ Văn cũng không phải dạng tầm thường, có thể giao thủ nhiều chiêu với Lý Bạch mà không rơi xuống hạ phòng. Đang lúc giao tranh ác liệt thì đứt dây đàn. Trận chiến bị gián đoạn khi Lý Bạch lao xuống giải cứu cho một cô gái. Cô gái này được cứu nên vô cùng cảm kích, sau đó Lệnh Hồ Văn cũng tặng cho anh bình ngọc. Thượng quan Uyển Nhi không chịu nổi dáng vẻ ngông cuồng của nam chính nên bỏ về giữa chừng. Trở lại với hiện tại, sau khi đã đẩy lui được địch Nhân Kiệt và Lý Nguyên Phương, đối thủ tiếp theo mà anh đụng độ lại chính là Thượng quan Uyển Nhi. Trong game, cô nàng này là vị tướng pháp sư cực kỳ linh hoạt. Nhưng tiếc rằng trong phim này, Lý Bạch lại là nhân vật chính. Anh ta chỉ cần vài chiêu đã khiến nàng ta quỳ xuống đất không đứng dậy nổi. Thượng quan Uyển Nhi cực kỳ thắc mắc, vài ngày trước người thanh niên này còn thong dong tiêu sái, bây giờ lại giống như chiến thần khát máu, tấn công vào Thái Cực Điện rốt cuộc là vì chuyện gì? Lý Bạch nghe đối phương chất vấn cũng ngậm ngùi đem mọi chuyện kể lại. Ngày đó, trong lúc bữa tiệc của Lệnh Hồ Văn đang diễn ra vui vẻ, thì anh nhận được một bức thư của mẫu thần. Từ biệt đã 3 năm rồi, bà hy vọng anh có thể trở về nhà để cùng nhau xem ngày lễ hoa tiêu. Sau khi đọc xong thư, Lý Bạch lập tức phi ngựa như bay về nhà. Mẫu thân sau khi nhìn thấy anh trở lại thì vô cùng vui mừng. Nhưng phụ thân thì thái độ vẫn rừng rừng. Nguyên nhân là vì gia đình anh làm nghề thương nhân đã trải qua rất nhiều đời. Phụ thân muốn anh kế nghiệp kinh doanh của gia đình. Ông ta cảm thấy thơ văn chỉ là mấy câu vô dụng, chẳng thành được chính sự gì. Lý Bạch tức lắm nhưng không cãi lại được. Tối hôm đó anh cùng với mẫu thân đi ra ngoài xem hội, không khí bên ngoài vô cùng náo nhiệt, người người nhà nhà đều kéo nhau đi xem. Hội Tết Hoa Tiêu chính là ngày lễ lớn nhất của Toái Nguyệt Thành này. Tuy nhiên, Lý Bạch lại cảm thấy có gì đó sai sai. Tết Hoa Tiêu đã kết thúc từ hôm qua rồi mà.
Đúng vào lúc anh nhận ra bất thường thì cảnh vật cũng biến đổi, mẫu thân cùng với người dân xung quanh đột nhiên tan biến. Lý Bạch đột nhiên mở mắt tỉnh dậy, Toái Nguyệt Thành bây giờ đã biến thành một cái phế tích đổ nát. Nhà cửa đã chẳng còn thấy đầu nữa, chỉ là cát và bụi mà thôi. Nghĩ rằng hung thủ liên quan tới triều đình, thế là Lý Bạch mang theo phẫn nộ và thù hận đến thành Trường An, binh lính trong hoàng cung ồ ạt lao ra chặn đường. Lý Bạch chém ra vài luồng kiếm khí đánh bay vô số người. Dù là vậy thì binh lính vẫn lao ra ngoài như con thiêu thần, quyết ngăn cản bằng được. Anh ngừng tụ sức mạnh vào thanh kiếm rồi lao nhanh về phía Võ Tắc Thiên đang ngồi trên ngai vàng. Đúng vào lúc này, anh bị một giọng nói kêu gọi, người vừa lên tiếng chính là cậu em trai A Tế. A Tế đem mọi chuyện kể lại. Vào hôm hội nguyên tiêu, cậu bé có ra ngoài chờ Lý Bạch trở về. Bầu trời khi đó đột nhiên tối sầm, mây đen cuồn cuộn ngưng tụ lại thành một cái lốc xoáy khổng lồ. Biết có điểm chẳng lành nên cậu bé vội vàng quay về. Nhưng sau khi về tới nơi thì đã thấy tất cả mọi người đều biến thành tượng thạch rồi bị hút vào trong lốc xoáy. Tướng sĩ Trường An cũng phát hiện dị tượng nên lập tức có mặt. Cậu bé may mắn được giải cứu. Lý Bạch vẫn hoài nghi, lúc mà anh trở lại, quê hương và mọi người vẫn còn đó, nên anh nghĩ rằng vụ án xảy ra sau thời điểm mình trở về nhà. Võ Tắc Thiên lên tiếng giải thích rằng những gì anh nhìn thấy đều là ảo giác sản sinh ra từ cát bụi còn tồn đọng. Chuyện này đã liên quan tới Trường An, anh không có quyền can thiệp. Lý Bạch vẫn muốn xen vào. Nhìn thái độ cứng rắn này, Võ Tắc Thiên cũng có phần nể phục. Bà đồng ý bỏ qua sự việc ngày hôm nay. Mọi chuyện đã sáng tỏ, Lý Bạch hạ kiếm xuống rồi chậm rãi bước ra bên ngoài. Mấy ngày gần đây, anh đều đổ lỗi cho người khác mà chưa từng trách bản thân mình. Lúc nhận được thư, anh còn ham mê uống rượu, mãi cho tới 2 ngày sau mới mở ra xem, lúc đó thì đã muộn rồi. Đúng vào lúc đang chán nản bầu bạn với rượu thì Thượng quan Uyển Nhi tìm đến. Nhưng cô nàng này không đến để an ủi mà đến để canh chừng. Dù sao anh cũng là một trong những nghi phạm có thể gây nguy hại cho Trường An. Với thân thủ siêu việt, nếu như trở về đúng giờ thì có lẽ đã không đến nông nỗi này. Lý Bạch hối hận lấy ra bức thư xem lại. Sau khi nhìn kỹ thì nhận thấy có điểm bất thường. Phong ấn bên ngoài bức thư hoàn toàn khác với phong ấn ở quê hương anh. Điều này có nghĩa rằng ai đó đã mở bức thư ra đọc trước. Thế là anh lập tức mang thư đến nhờ lệnh Hồ Văn điều tra. Bận bịu hỏi thăm cả ngày vẫn không có chút thông tin nào. Lý Bạch buồn rầu vừa đi vừa uống rượu. Ngày đó rời nhà đi là vì không chịu nổi quê nhà nhỏ nhòi nhàm chán. Nghĩ rằng dựa vào tài năng làm thơ và kiếm thuật thì sau khi chuyển tới Trường An sẽ có được trải nghiệm tốt đẹp hơn. Nhưng hiện tại, những điều đó chỉ là một giấc mộng hão huyền. Thượng quan Uyển Nhi không chịu nổi dáng vẻ ủ rũ mất hết sức sống của Lý Bạch nên tiết lộ cho anh một tin tức cơ mật. Cha mẹ của anh chỉ là mất tích, nói không chừng vẫn còn hy vọng. Đây là mật án được cất giấu trong gian bí mật của đại lý tử sau địch nhân kiệt lo liệu. Thượng quan Uyển Nhi định giúp anh xin sắc lệnh của Võ Tắc Thiên. Vậy nhưng còn chưa kịp nói xong thì Lý Bạch chạy đi tìm địch nhân kiệt. Nếu đối phương không cho xem mật án thì mình sẽ dùng võ lực để ép buộc. Địch nhân kiệt đã soạn sẵn một loạt tội danh của Lý Bạch. Hôm nay tiến vào đại lý tử, sợ rằng không ra được nữa rồi. Dùng lời nói không có kết quả nên cả hai đành phải sử dụng thực lực. Muốn phân cao thấp trong vài chiêu là điều không thể. Địch nhân kiệt nhanh chóng ẩn nấp rồi tung bài âm thầm tấn công. Lý Bạch chém ra vô số kiếm khí ngăn cản, phản công ngược lại. Trận chiến phá tan tành các cây cột và trần nhà, hai người không may bị rơi xuống. Vừa mới đứng dậy thì lại tiếp tục lao vào nhau ẩu đả. Phía bên ngoài, binh lính nhanh chóng có mặt dàn đội hình bao vây. Thượng quan Uyển Nhi đột nhiên đi tới. Cô nàng lấy ra sắc lệnh của Võ Tắc Thiên, bà ta đồng ý cho Lý Bạch tiến vào không gian bí mật của đại lý tử. Có một cuốn sách ghi chép về một loại mật thuật tên là Mạn Đà La Cảnh, chuyên biến những thứ từ không thành có. Thuật này không phải là cắt đứt sống chết, mà là chuyển hóa vật thể sinh linh đến một không gian khác. Tin tốt là cha mẹ của Lý Bạch vẫn còn sống. Địch nhân kiệt khởi động cơ quan, một tấm bản đồ lập tức hiện ra. Trên bản đồ có nhiều vị trí được đánh dấu. Những vị trí đó đều là nơi xảy ra vụ án. Quy mô lớn như vậy không phải là việc mà một người có thể làm được, cũng không phải mật thuật bình thường có thể gây ra. Thuật này vốn chỉ là một loại ảo giác. Nhắc đến ảo giác, Lý Bạch lập tức nhớ đến cô gái mình đã cứu trong lúc đấu kiếm với lệnh Hồ Văn. Lúc đó cô nàng này cũng dùng thuật ảo giác để nhảy múa. Sau khi người của đại lý tự chạy tới kiểm tra thì căn phòng của cô gái đã trống trơn, hiển nhiên là đã bỏ trốn. Lý Bạch nhận ra những nơi từng xảy ra vụ án đều từng xuất hiện trong thơ của mình. Căn cứ theo thứ tự các bài thơ, bọn họ đều giật mình ngỡ ngàng khi biết được địa điểm sẽ xảy ra vụ án tiếp theo.
Nơi kế tiếp chính là bên ngoài thành Trường An. Bọn họ cùng với các binh lính trong Đại Lý Tự lập tức cưỡi ngựa chạy ra ngoài thành. Bọn họ chia làm hai đường đi thăm dò. Sau khi tới nơi thì đại kiếp đã xảy ra. Những người bị trúng phải làn khói xanh đều bị đóng băng thành tượng rồi tan biến. Trên bầu trời là các khối thạch bích xếp lại thành hình con bướm khổng lồ. Dù không phải là thực thể sống thì con bướm này lại có hành động như biết suy nghĩ. Nó vẫy cánh tỏa ra nhiều luồng khói màu xanh. Bất cứ thứ gì bị luồng khói chạm vào đều sẽ biến thành tượng đá. Con bướm khổng lồ liên tục phóng ra sức mạnh, hóa đá cả một khu vực lớn. Sau một hồi chật vật, Lý Bạch cũng vượt qua được màn công kích dày đặc. Anh dùng kiếm chém một đường vào khối thạch bích ở giữa, thành công phá hủy và ngăn cản các làn khói bạo phát. Điều không ngờ là bên trong khối đá này lại là cơ thể của cô gái từng được anh cứu. Cô lên tiếng cầu cứu nhưng lập tức bị một cỗ sức mạnh khống chế lại. Anh nhận ra cô ấy đang bị người khác sai khiến, không phải chủ mưu. Kẻ chủ mưu dùng năng lực của cô ấy rồi khuếch trương sức mạnh. Lý Bạch liên tục tấn công vào khối đá. Sau nhiều đòn công kích, khối đá cũng bị đánh vỡ. Cô gái được giải thoát, nhưng hành động cưỡng chế phá giải này cũng khiến cô bị thương. Chứng kiến một người bạn ra đi, Lý Bạch tức giận nghiến răng nghiến lợi. Anh bắt đầu lục lọi lại ký ức. Người biết về bài thơ không nhiều, nhưng có một người nhất định đã xem qua. Người đáng ngờ nhất chính là Lệnh Hổ Văn. Những nơi khác trong thành vẫn liên tục bị tàn phá. Nhìn toàn cảnh ta mới thấy được sự nghiêm trọng. Trên bầu trời không chỉ có một mà là nhiều con bướm đang liên tục xả sức mạnh ra ngoài. Thành Trường An bị tàn phá nặng nề. Lệnh Hồ Văn đứng trên một cái tháp cao. Xung quanh tháp được bố trí 4 con bướm tạo thành một cái trận pháp. Sức mạnh cuồn cuộn tập hợp với cơ thể hắn. Sau khi khởi động món pháp bảo, sức mạnh tập hợp bạo phát lên trời tạo thành một cột sáng chói mắt. Dị tượng quá lớn, bầu trời cũng bị xé mở ra một lỗ thủng. Vòng xoáy khổng lồ bắt đầu hút mọi thứ vào xung quanh. Thượng quan Uyển Nhi lập tức chạy về cung xin chỉ thị của Võ Tắc Thiên. Lý Bạch thì lại chủ động tiến về phía vòng xoáy. Đối mặt với lời chất vấn tại sao lại hủy diệt khắp nơi, còn lợi dụng những đứa trẻ và giết hại cha mẹ của anh. Lệnh Hồ Văn lại thản nhiên giải thích, thiên hạ này đã quá vần đục rồi, hắn chỉ là đang tạo ra một cái thiên hạ cực đẹp mà thôi. Những kẻ phàm tục rồi sẽ chết đi, thay vì sẽ chết vô ích như vậy thì dùng tính mạng bọn họ đổi lấy tạo vật cực đẹp. Đây chẳng phải là điều mà anh muốn thấy sao? Hắn làm những chuyện này đều là vì hoàn thành những mong muốn của anh. Lý Bạch càng nghe càng thấy tên này điên rồi. Anh tấn công điên cuồng vào kết giới hắn tạo ra. Lệnh Hồ Văn bị đâm một kiếm vào ngực, nhưng mà hắn lại không hoảng sợ. Hắn điều khiển sức mạnh đánh lên người Lý Bạch, khiến cơ thể anh biến thành tượng đá rồi bị hút vào bên trong vòng xoáy. Phía sau vòng xoáy là một vùng không gian khác, nơi đây tồn tại giữa hư và thực. Lý Bạch bị trôi nổi trong không gian và rơi xuống một tòa thành. Sau khi tỉnh lại, anh lập tức bị bất ngờ. Những người bị hóa đá đều bị truyền tống tới nơi này, mà cảnh vật thì lại giống như tiên cảnh. Điều khác lạ là con người ở đây giống như bị thao túng. Lệnh Hồ Văn nhanh chóng xuất hiện, hắn chỉ cần khẽ động ý niệm. Không gian bị vặn vẹo, Lý Bạch lần nữa được trải nghiệm cảm giác trôi lơ lửng như Loki. Lệnh Hồ Văn ngưng tụ ra một thân ảnh khổng lồ rồi bắt đầu giải thích kế hoạch xấu xa của mình. Ở nơi này hắn chính là bá chủ, thiên hạ tươi đẹp đều nằm trong lòng bàn tay. Chỉ cần vẫy tay liền có thể điều khiển cảnh vật. Hắn ta vô cùng tự hào vì thành tựu của mình. Lý Bạch lại cảm thấy buồn nôn, anh lập tức lao lên tấn công Lệnh Hồ Văn. Ở phía bên ngoài, Võ Tắc Thiên đã biết được mọi chuyện. Bà không thể nào can thiệp được huyễn cảnh bởi vì không thể phá hủy nó từ bên ngoài, chỉ có thể tấn công từ bên trong. Điều này cũng đồng nghĩa rằng Lý Bạch là hy vọng cuối cùng. Bà ta truyền sức mạnh vào một cái trận pháp. Trận pháp này là để khởi động đại trận nhằm phong tỏa Trường An. Một bức tường kiên cố được dựng lên bao bọc một khu vực lớn, đây chính là phòng tuyến cuối cùng. Nhưng nó chỉ có thể làm chậm huyễn cảnh được một canh giờ mà thôi. Nếu thất bại, Võ Tắc Thiên chỉ đành cho nổ trận pháp để Trường An cùng hủy diệt với huyễn cảnh. Về phần Lý Bạch, anh hoàn toàn không phải đối thủ của Lệnh Hồ Văn. Đây là thế giới của hắn. Ở nơi này, hắn là thần. Hắn cho rằng cha mẹ anh rồi cũng sẽ già, cố hương rồi cũng sẽ thay đổi. Còn ở trong huyễn cảnh thì mọi thứ vẫn được giữ nguyên, không còn bị thời gian mài mòn nữa, vĩnh viễn bất diệt. Nếu như anh không quên đi phàm trần, làm sao có thể lĩnh ngộ được cái đẹp nhất, tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Hắn đưa anh trải qua tất cả cảnh tượng trong huyễn cảnh, trải nghiệm các cung bậc cảm xúc. Chứng kiến sự cố chấp của Lý Bạch, Lệnh Hồ Văn cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Hắn không còn thuyết phục anh ngoan ngoãn ở đây tận hưởng vẻ đẹp nữa, mà muốn biến anh trở thành một phần của nó.
Hắn đánh ra một chưởng khiến cơ thể Lý Bạch bay xuyên qua nhiều không gian và rơi xuống tòa thành mình từng sinh sống. Bên ngoài thành Trường An, sức mạnh từ huyễn cảnh vẫn liên tục khuếch trương, bức tường thành kiên cố nhanh chóng bị hóa đá. Việc duy trì trận pháp quá tiêu tốn sức lực, Võ Tắc Thiên không chịu đựng được quá lâu nữa. Lệnh Hồ Văn muốn đưa cả thành Trường An vào bên trong, tuy nhiên không gian bên trong huyễn cảnh lại có hạn, không thể chứa nổi tất cả. Thế là hắn đành phải xóa đi những cảnh vật còn thiếu sót, bỏ đi cái xấu, giữ lại cái tốt. Tòa thành nơi cha mẹ Lý Bạch sinh sống trở thành mục tiêu bị phá hủy. Về phần Lý Bạch, anh mang theo cơ thể trọng thương quay về nhà gặp lại cha mẹ, nhưng bọn họ lại không hề nhìn thấy anh. Giống như đây chỉ là một mẩu ký ức trong quá khứ còn sót lại. Mẫu thân cực kỳ tự hào về anh, bà cũng đã nghe được danh tiếng của anh ở Trường An. Lý Bạch nghe được lời này cũng xúc động, bây giờ anh chẳng cần những cái danh tiếng đó, chỉ cần hai người trở về. Đúng vào lúc này, tòa thành bắt đầu sụp đổ. Chứng kiến những thứ quen thuộc và thân yêu đều thành cát bụi, Lý Bạch vùng vẫy cố níu kéo trong vô vọng. Từng mảnh ký ức bị xé tan, cơ thể Lý Bạch rơi vào vùng hư vô và chậm rãi tan biến. Trong lúc tưởng như hy vọng đã tắt, Lý Bạch lại ngẫm ra được chân lý trong bài thơ của mình. Khi đã thấu hiểu được đạo lý mục đích làm thơ, Lý Bạch bất ngờ đột phá cảnh giới. Anh thoát khỏi khốn cảnh, cơ thể lột xác thành bộ dạng cực kỳ ngầu. Khí thế ngút trời như thần linh, đây chính là bộ skin Toái Nguyệt Kiếm Tâm. Về phía bên ngoài, huyễn cảnh đã xâm thực vào kết giới, Võ Tắc Thiên cũng bất lực. Bà sử dụng chút sức lực còn sót lại để chuẩn bị phá hủy mọi thứ. Thà chết chứ không thể trở thành con rối cho lệnh Hồ Văn. Nếu để cho huyễn cảnh tiếp tục tồn tại thì những nơi khác rồi sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có thể chấm dứt nó thì thế gian mới được yên bình. Đúng vào lúc này, giọng nói của Lý Bạch lại cất lên, hy vọng được nhen nhóm trở lại. Võ Tắc Thiên lập tức thu hồi pháp lực. Lý Bạch dùng kiếm chém thùng một vết rách không gian, rồi lao đến quyết chiến với lệnh Hồ Văn. Lệnh Hồ Văn cầm một ngọn núi ném về phía Lý Bạch, anh dễ dàng dùng kiếm đón đỡ. Tình thế bây giờ hoàn toàn trái ngược với lúc trước, lệnh Hồ Văn đâm một kiếm cực mạnh về phía Lý Bạch. Lý Bạch cũng ngưng tụ ra một thanh kiếm ánh sáng rồi lao đến đối đầu với kẻ địch. Sau khi nạp VIP và có thêm skin mới, sức mạnh của Lý Bạch đã hoàn toàn áp đảo lệnh Hồ Văn rồi ra tay kết liễu hắn. Huyễn cảnh bị phá, mọi thứ được khôi phục lại như ban đầu. Những người dân bị hóa đá cũng được trở lại. Lý Bạch thì trở lại quê hương sống cùng gia đình. Bỏ lại con đường hư danh ở phía sau và câu chuyện về nhân vật Lý Bạch khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé!